một số mẫu smartphone giá rẻ mới ra mắt trên thị trường giờ chỉ được bán tại thế giới di động và điện máy xanh điều này khiến hàng loạt hệ thống bán lẻ công nghệ lâm vào thế khó câu hỏi đặt ra bằng chiến lược độc quyền thế giới di động có đang bắt đầu bóp nghẹt thị trường bán lẻ di động hay không cách đây vài tháng thế giới di động và các hệ thống bán lẻ khác đã có cuộc chiến khốc liệt về giá bán cụ thể thế giới di động mang đến chương trình giá rẻ quá fpt shop có rẻ hơn cả rẻ quá Di động Việt cũng có cuộc chiến với rẻ hơn các loại rẻ hay Hoàng Hà Mobile với rẻ hết cỡ. Tuy nhiên, giờ đây cuộc chiến này đã chuyển sang một hướng đi khác khi thế giới di động quay xe với chiêu bài mới mang tên mở bán đặc biệt. Ông lớn này liên tục ký kết các hợp tác và mở bán đặc biệt với hàng loạt mẫu smartphone mới ra mắt trên thị trường như Realme C35, Vivo Y36, Xiaomi Redmi 12. Theo nguồn tin của chúng tôi, Cuối tháng này, Thế giới di động tiếp tục bắt tay với Oppo để bán riêng một mẫu smartphone tầm trung. Không chỉ riêng các hãng điện thoại mà còn một số thương hiệu laptop cũng bắt tay với Thế giới di động trong dịp này như MSI, Asus, HP và Acer. Tuy nhiên, khác với smartphone, các hãng laptop chủ yếu làm chương trình bán hàng cho ra ưu đại riêng tại Thế giới di động thay vì bán độc quyền. Trong các sự kiện ra mắt, ký kết giữa Thế giới di động và các hãng sử dụng câu ký kết hợp tác chiến lược và mở bán đặc biệt thay vì độc quyền. Tuy nhiên, sản phẩm này chỉ được bán tại hệ thống của Thế giới di động và Điện máy xanh, các cửa hàng khác đều không đề cập, không có giá bán. Thông tin sản phẩm. Đại diện Thế giới di động cho biết, việc hợp tác chiến lược sẽ giúp Thế giới di động có thể gia tăng doanh thu và thị phần trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay. Với nhiều cái bắt tay hợp tác đã diễn ra từ đầu tháng 6 đến nay đã cho thấy các nhà sản xuất điện thoại, laptop lớn trên thị trường đều đang đặt niềm tin vào Thế giới di động. Tuy nhiên, chiến lược mới của Thế giới di động đã gây sức ép lớn đến hàng loạt hệ thống bán lẻ khác vì không thể bán đa số smartphone giá rẻ mới hiện nay. Đại diện một hệ thống bán lẻ lớn ở Hà Nội chia sẻ: Với chiến lược này trong ngắn hạn khiến cho thị trường bán lẻ smartphone sẽ nằm hoàn toàn trong tay thế giới di động. Việc chiến giá ở các mẫu độc quyền này là vô hiệu. Theo vị đại diện này, thế giới di động có thể giành được thị trường và tăng doanh số, trong khi các nhà bán lẻ khác ngày càng gặp khó khăn. Các nhãn hàng trong ngắn hạn có thể giải quyết được vấn đề về thị phần và số bán trong tình hình thị trường giảm sút mạnh, nhưng có thể phải trả giá về lâu dài. Về lâu dài với các hãng, cái giá phải trả là số bán phụ thuộc vào thế giới di động, trong khi các chuỗi bán lẻ khác ngày càng yếu đi sẽ khiến chi phí bán hàng cao hơn.